Dạ vâng, em chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe ở đây thôi nhá. Có một mẫu xe rất là đẹp luôn, cực kỳ chất lượng thôi nhá. Đó, mẫu xe này em mua được của một anh tổng giám đốc thôi nhá. Đó, một anh tổng giám đốc luôn. Đó, rất là giữ xe luôn các bác nhá. Đó, rất là giữ xe, anh công tác ở Hà Nội nhá. Đó, công tác ở Hà Nội luôn. Các bác nhìn đây, từ phần trần đây rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, nội thất màu kem, trần lỉ nguyên bản này. Đó, còn rất là đẹp luôn. Các ông nhìn này ạ, nó rất là sạch đẹp luôn. Trần cũng rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Và nội thất màu vàng kem quá nhá. Nó nhìn nó rất là đẹp luôn đúng không ạ? Từ phần táp đi cửa đây, các ông nhìn đây. Đó, em sẽ quay rất là chi tiết cho các bác xem mẫu xe này nhá. Các ông nhìn phần táp ly này. Đẹp chưa? Keo chỉ zin cả xe luôn các bạn, keo chỉ zin cả xe luôn. Không mất phân keo chỉ nào luôn các nhá. Đó, máy lổ cực êm luôn các nhá. Hai vùng điều hòa này, các nhìn đằng sau này cũng có điều hòa này, điều hòa độc lập hết các nhá. Nó rất là xịn sò luôn. Phanh ABS 4 bánh các nhá, túi khí quanh xe luôn các nhá. Dòng này được trang bị túi khí quanh xe luôn. Đó, hai cái trước chỉnh điện đa hướng luôn các nhá. Nó cực kỳ hiện đại luôn. Đó. Các nhìn này, nội thất này nhìn nó rất là sang đúng không ạ? Đó, form dáng rất là khỏe luôn, nhìn rất đẹp. Tí em sẽ cho bác xem tổng thành bên ngoài sau nhá. Đây các bác nhìn này, keo chỉ này. Đó, zin cả xe luôn. Các bác nhìn đây. Tất cả đây, những phần đinh chốt và lè mới chưa? Đó. Tem mác đây. Đó. Các bác nhìn này, phần ốc này nguyên bản hết này, các bác xem này. Zin đét luôn, zin cả xe luôn đấy, zin cả xe luôn. Túi khí được trang bị vòng quanh xe luôn các nhá. Đó, cực kỳ hiện đại luôn, rất là nhiều chức năng an toàn, đề lỗ slap tốt các nhá, vô lăng tích hợp bàn phím. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động luôn, đi thì cực kỳ đầm luôn các nhá. Đi rất là đầm và chắc chắn luôn. Các ông nhìn này, từ phần cốp ở đồ đây. Các ông nhìn này ạ. Đẹp chưa? Lỉ này, nó rất là mới luôn các nhá, rất là mới luôn. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cần nhau nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhé. Bên em chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc nhé, vận chuyển toàn quốc luôn nhé. Họ phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Em quay này rất là chi tiết đúng không ạ? Họ quay từng cái ngõ ngách để cho các bác xem và cảm nhận cái mẫu xe này nó đẹp như thế nào. Tất cả đây, các bác nhìn đây. Tất cả những phần nút bấm này còn mới không? Các ông nhìn này. Đó, thường xuyên sử dụng những cái này thì những cái vết này sẽ mờ nhá. Như đây, còn nguyên bản luôn nhá. Xe đã đẹp rồi, được trang bị thêm một cái dàn âm thanh nữa nhá. Đó. Một cái dàn âm thanh nghe rất là hay luôn nhá. Cực kỳ phê luôn các bạn ạ. Đó. Các ông nhìn này, tất cả đây zin hết này, tổng thành xe zin cả xe luôn. Các ông nhìn này. Đó. Keo chỉ là zin cả xe. Các ông nhìn này, tất cả đây rất đẹp luôn các ông nhá. Tất cả phần nhựa đây các ông nhìn này, mới chưa? Từ phần đèn này. Đó. Từ cái phần mặt táp lô của cái dòng xe này nó có một cái led sang các bạn, led sang trọng luôn. Các ông nhìn này, rất đẹp luôn đúng không ạ? Táp lô này. Vô lăng này tích hợp bàn phím này, vô lăng còn khá đẹp luôn. Các ông nhìn này ạ. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em cần nhau nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhé. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đau đụng, không ngập nước các nhé. Nên là về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Sau đây em sẽ đóng cánh cửa vào nhé, để cho các bác xem cái form dáng bên ngoài xe nhé. Dạ vâng, chỉ biết nói một câu là quá đẹp luôn các bạn, xe quá đẹp luôn ạ. Đó. Em mua được của một anh tổng giám đốc các nhá. Đó, anh ấy rất là giữ xe luôn, cực kỳ chăm xe luôn. Các bạn nhìn đây, thứ nhất về cái form dáng, các bạn nhìn đây. Nó rất đẹp luôn đúng không ạ? Có một cái led sang trọng này và cũng khỏe khoắn và cũng thể thao đúng không ạ? Đó. Đầy đủ hết những yếu tố. Các bạn nhìn đây, phần mâm đúc kia nhìn rất đẹp luôn. Form dáng thì miễn chê rồi đúng không ạ? Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là
BMW 320i đời 2010, số tự động nhá. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc các nhá. Đó, nhập Đức các nhá. Đó, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Quá đẹp luôn ạ. Cực kỳ đẹp luôn các nhá, cực kỳ đẹp luôn. Có gì đây? Tất cả rất là đèo xe luôn. Khá đẹp ạ. Các bác thấy hay hãy chia sẻ giúp em nhé, cho mọi người cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em cần nhau nhé. Cảm biến quanh xe nhá, nó cảm biến quanh xe luôn. Gầm cũng rất là đẹp luôn các nhá. Tí em sẽ cho bác xem phần gầm luôn. Tất cả đây các nhìn đây. Từng chi tiết một đây. Đó, từ phần logo kia. Phần gầm đây, quá đẹp luôn. Đây ạ, con nhìn gầm này. Mới chưa? Quá ok luôn ạ. Nói chung là không bàn về chất xe nhá, không bàn về chất xe, chỉ bàn về giá thôi các nhá. Nói chuẩn một câu câu nhá, chỉ bàn về giá thôi, tại vì sao xe quá đẹp rồi câu nhá, quá đẹp rồi, keo chỉ zin cả xe. Đăng kiểm đây nhá, đăng kiểm đến tháng 9/2022 nhá, họ đăng kiểm còn khá dài luôn. Sau đây em sẽ vào em lổ phần khoang máy động cơ cho bác xem nhá. Và đây em cho bác xem luôn cái phần cốp này, sau đó em sẽ cho bác xem phần máy nhá. Đó, cốp thì mở bằng cái khóa điện luôn. Các nhìn ạ. Đó, lên rồi nhá các nhá. Đây ạ. Cho nhìn đây. Đẹp chưa? Mới chưa? Đúng không ạ? Mà mẫu xe này bên em bán cái giá nó cũng rất là hợp lý thôi nhá. Đó. Chỉ có 386 triệu thôi nhá, 386 triệu. Các bác đã có ngay mẫu xe này đi rồi. Khoang để đồ nguyên bản hết các nhá. Tất cả đây phần lỉ nguyên bản hết này. Và khá rộng rãi luôn và khá sạch đẹp luôn. Tất cả đây phần tôn vỏ đây các nhìn ạ. Rất là mới luôn các nhá, rất là mới luôn. Có cái dòng này tôn vỏ nó dày, đi cách âm nó rất là tốt luôn các nhá. Có chống ồn rất là tốt luôn các nhá. Đi luôn đầm, nó êm các nhá, rất là mượt mà luôn. Sau đây em sẽ vào em lổ phần khoang máy động cơ cho bác xem nhá. Rất là hiện đại luôn các bạn. Cái dòng này thì quá đẳng cấp rồi các bạn. Rồi, mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Cực kỳ đẳng cấp luôn các nhá. Đây em mở capo lên nhá. Đây mời các bác cùng em xem và cảm nhận cái máy nó chất lượng như thế nào các nhá. Máy lổ rất là êm luôn các nhá. Tất cả đây những phần nhựa đây còn khá là đẹp luôn các nhá. Nói chung là về cái chất lượng xe thì các bác là hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, tại vì sao? Bên em đã kiểm tra và test rất là kỹ rồi các nhá. Các bác xem đi. Đó, còn khá là mới luôn các bạn. Nói chung là không bàn về nhá, không bàn về chất xe, tại vì xe quá đẹp rồi nhá. Đó. Dạ vâng, đó tổng thanh xe BMW 320i. Một lượng em yêu tô, xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video em nhá. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái chào. Tạm biệt các bác.